Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu sản phẩm mà tôi vừa sở hữu được. Và mẫu sản phẩm này thuộc về dòng Super Mini Plan. Nó có tên là Hyper Agent Richman. Và như tiện đây, tôi cũng sẽ nói sơ qua về cái dòng này các bạn nhé. Nó được phát hành vào năm 1993-94. Nội dung của nó kể về ba đứa trẻ am hiểu về máy tính là Naoto, Yuka và Ippi, tạo ra siêu anh hùng trong trò chơi điện tử của riêng mình. Nhưng sau đó họ phát hiện ra nó bị sở hữu bởi một sĩ quan cảnh sát liên triều theo đuổi một chương trình tà ác là Khan Digifer. Anh ta hợp nhất với Naoto để chiến đấu với quái vật số hóa của Khan Digifer được tạo ra bởi một tên lừa đảo Takeshi ở ngoài đời thật đó các bạn. Và để ngăn chặn con quỷ máy tính phá hoại thị trấn Sakura Gaoka và toàn bộ thế giới loài người, một người anh em cùng cha khác ông nội của nó ở bên Mỹ là Superhuman Samurai Cyber Squad. Sơ là như thế thôi các bạn. Ngày xưa tôi mướn phim 5 anh em siêu nhân, có lọt vào đó vài tập của cái phim này. Và tôi cũng có coi vài tập nhưng mà tôi không mê. Thời đó tôi chỉ mê 5 anh em siêu nhân Power Ranger Mighty Morphin đó các bạn. Và do nó có robot cho nên tôi chơi thôi. Cho nên phim bây giờ tôi cũng không có tìm xem lại, tôi lười xem. Tôi không biết nhiều về phim, tôi chỉ thích robot cho nên tôi mua. Đơn giản là như thế. Và bây giờ tôi sẽ mở ra để xem bên trong nhé. À, và cái giá của bộ sản phẩm này đó các bạn là 5.550 yên, tầm khoảng 1.400.000, chưa tiền ship, chưa tiền thuế, chưa tiền dịch vụ này nọ các kiểu. Và nếu như các bạn từ Nhật về, nó tầm khoảng 1.850.000. Còn nếu như các bạn order từ Taobao về thì chắc nó sẽ rẻ hơn, tầm 1.600.000 thôi. Và đây chúng ta sẽ có 4 cái hộp nhỏ ở bên trong như thế này, được đánh dấu theo thứ tự các bạn nhé. 1, 2, 3, 4. Và hộp số 1 đâu, hộp số 1 đây, nó sẽ chứa cái con người này, giống như là Ultraman vậy đó các bạn. Số 2, số 3 và số 4. Bây giờ tôi sẽ mở ra một hộp để chúng ta xem bên trong nó có những gì các bạn nhé. Một cái tờ hướng dẫn lắp ráp build nên cái con này và một cái tờ hướng dẫn hợp thể của nó. Và đây cũng có sticker và một số chi tiết được sơn sẵn cho chúng ta, như cái phần mặt nạ của nó và cái phần, cái này là cái phần giáp chân hay giáp tay ta, giáp chân, cũng có một vài chi tiết được sơn sẵn. Và là Super Mini Pla, cũng thuộc về Candy Toy cho nên sẽ có một viên kẹo như thế này. Đấy, cũng đại loại là như thế và chúng ta phải lắp ráp. Và bây giờ tôi sẽ lắp ráp nhé. Sau khi lắp ráp xong tôi sẽ tiếp tục làm clip review gửi đến các bạn. Chưa tiên hết là Richman cũng tương tự như là một dạng figure sơn vậy đó. Mặc dù được ráp từng mảnh nhỏ lại nhưng mà nó cũng có khớp các bạn nhé. Tôi sẽ thể hiện cái biên độ cử động của nó cho các bạn xem. Chưa tiên hết là khớp cổ của nó, xoay trái phải thoải mái, ngước lên cúi xuống cũng rất là thoải mái. Và tiếp đến là tay của nó xoay tròn thoải mái rồi, không cần phải nói nhiều. Và tay đưa lên được như đây thôi, bị giới hạn. Cái cẳng tay của nó sẽ có một cái khớp để xoay thoải mái cái phần cẳng tay của nó. Và khớp khuỷu tay nhé, co lên được như đây thôi. Còn cổ tay của nó hơi cứng và xoay tròn thôi chứ không có bẻ là bẻ xuống được các bạn nhé. Và cái phần này, cẳng tay dưới nè, nó cũng có một cái khớp để xoay nữa, nhưng mà khá là khó xoay, hơi bị cứng. Còn cái phần giáp của nó, giáp cổ vai nè, nó chỉ là một cái phần rời và lên xuống được như đây thôi. Đây cũng là cái nguyên nhân giới hạn cái biên độ giơ tay của nó, chỉ được như vậy thôi. Và tiếp đến là người của nó nhé. Nó sẽ có hai cái khớp, ta thấy rõ ràng, một chỗ là khớp ức và một chỗ là khớp hông. Khớp hông của nó sẽ xoay nhưng cũng trong một cái phạm vi nhất định thôi chứ không có xoay được nhiều các bạn nhé. Và tiếp đến là khớp ức của nó lên xuống được như đây. Và cái chỗ này là dán đề can nè các bạn, do là Super Mini Pla mà vẫn dán đề can nhiều. Và chỗ này là đề can dán. Và chỗ này nữa, những cái chỗ rất dễ bị bong chóc vì khi chúng ta chơi thì chúng ta sẽ thường để ngón tay ở đây và chúng ta cầm.
và chúng ta cầm ở đây thì tay của chúng ta thường tiết ra mồ hôi, mà giấy mà gặp nước gặp mồ hôi thì nó sẽ sớm muộn bong chóc chỗ này. Và chỗ này nữa, khi mà nó co gặp người đó các bạn, nó rất dễ bị va chạm. Hai chỗ này để ý cẩn thận nhé. Và chỗ này cũng là dán decal nè, không biết sao đây. Còn bên đây là chi tiết nó sơn sẵn cho chúng ta thì chúng ta khỏi phải sợ rồi. Và đây cũng là chi tiết sơn sẵn. Màu sắc thì hơi bị chán phải không các bạn? Vì Super Mini Blam mà, muốn đẹp thì chúng ta phải sơn lại thì nó mới đẹp được. Bên cạnh đó, nó sẽ tặng kèm cho chúng ta thêm các bàn tay để thay thế. Đây, chúng ta sẽ có cái bàn tay xòe ra như thế này, một cặp trái phải, và bàn tay này để bâu cái tư thế mà mấy cái con mà dạng như siêu nhân hộp dịch muối đó, nó thường sẽ có những cái tư thế cần tới cái bàn tay này, cũng là một cặp trái phải. Rồi, như thế thôi. Còn đây là hai cái bàn tay mặc định, có cái lỗ như thế này để cầm vũ khí. Chúng ta sẽ có một cái vũ khí như thế này nè các bạn, kiếm. Để cầm thì chúng ta phải tháo cái phần chui ra và gắn vào. Sau chúng ta sẽ gắn cái chui lại. Rồi, như thế là xong nhé. Và có khiên nữa, đây cái khiên của nó, cũng phải tháo cái phần chui này ra cho nó cầm trên tay. Và chúng ta sẽ gắn cái chui lại. Form dáng thì tôi thấy nó cũng hơi bị lùn một chút ha. Ước gì chân nó dài ra một chút nữa thì nó sẽ ok hơn. Thấy nó hơi bị lùn và màu sắc thì không được đẹp cho lắm. Và cũng phải dán đề can khá là nhiều. Đây, ngay mục đích của nó nữa, vẫn là dán đề can. Ở trong phim thì cái phần khiên và kiếm này nó có thể hợp thể lại được với nhau và nó cho anh Form hoàn toàn. Còn ở phiên bản DX thì chúng ta buộc phải dùng chi tiết rời. Và ở phiên bản này cũng như thế thôi, chúng ta phải dùng chi tiết rời thay thế. Trước tiên hết là tôi sẽ gắn cây kiếm vào cái phần khiên này. Nó có cái khớp trượt đó các bạn. Rồi, như thế là xong nha. Và tiếp đến là ta sẽ mở ra, mở cái này ra. Và chi tiết này ta sẽ mở ra và qua đây gắn lại. Còn chi tiết này chúng ta sẽ mở tách nó ra và tôi sẽ gắn lại vào đây. Tiếp đến ta phải dùng một chi tiết rời như thế này, chúng ta gắn vào. Ở trong phim đó các bạn, ở trong phim thì cái chi tiết này nè, nó chồng lên nhau nè, thì nó ở đây, nó sẽ cái miếng này nè, nó sẽ xếp lại thành cái miếng này. Các bạn nhìn chi tiết đằng sau của nó nè, các bạn thấy không? Cái chi tiết của nó là y chang nhau luôn. Là ở trong phim nó sẽ gấp lại ra cái này. Còn cái phần này nè các bạn, thì nó nằm ở đây nè phải không? Thì nó bẻ ngược ra đằng sau. Tuy nhiên đồ chơi thì nó có những cái giới hạn của nó. Ở ngay phiên bản DX những năm 90 nó cũng không thể nào làm được như vậy. Thì ở phiên bản Super Mini Blam này tôi cũng không đòi hỏi. Nếu như cái con này được đưa lên dòng shop Chukokin thì khi đó có khả năng cái phần vũ khí này sẽ tự chan được. Còn hiện tại với Super Mini Blam thì thôi, không đòi hỏi. Rồi, như thế là xong. Tôi cực kỳ thích cái món vũ khí này đó các bạn. Từ cái phần khiên và phần kiếm ráp lại với nhau ra một cái món vũ khí rất là ngầu. Thì khi mà cho nó cầm trên tay, chúng ta cũng phải tháo cái phần chui ra và để vào cái nắm tay, sau đó gắn lại thôi. Và đây là Thunderjet. Và đây là Twin Ruler. Một xe mũi khoan, hai cái mũi khoan như thế này, cũng được dán decal khá nhiều. Và có một cái chi tiết được sơn tôi thấy rất là không hợp lý, đó chính là hai cái mũi khoan này. Hai cái mũi khoan này là màu đỏ, thì tôi nghĩ nó chỉ cần đổ nhựa màu đỏ là được rồi. Cần gì phải đổ nhựa màu đen và sơn đỏ lên như thế này, tốn công vậy. Và cỗ máy cuối cùng là Ghost Tank, một chiếc xe tăng. Và cũng có một chi tiết được sơn rất là không hợp lý. Đây, chỗ này nè các bạn, cái phần nòng súng này là một chi tiết rời và nó là màu đen, nó được sơn lên màu đỏ. Vậy tại sao Bandai không làm thẳng là nhựa màu đỏ luôn để đỡ phải sơn, đỡ phải tốn công sơn phải không các bạn? Rất là không hợp lý. Và nếu như các bạn đã xem qua phim thì các bạn biết được rằng ba cỗ máy này tự khả năng của nó có thể combine kết hợp lại với nhau tạo thành God Xenon. Bây giờ tôi sẽ thao tác tạo thành God Xenon, các bạn hãy xem cùng tôi nhé. Trước tiên hết là cỗ máy Thunderjet, tôi sẽ chuyển dạng cho nó trước. Để chuyển dạng thì ta phải tháo cái phần chuyển bánh này ra. Ở phiên bản DX đó các bạn,
thì cái phần chân bánh này nó sẽ xếp gọn vào cái phần mũi máy bay luôn. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta buộc phải tháo rời ra. Có thể là do nó nhỏ quá, nó không có đủ không gian, đủ chỗ để mà làm cái dạng xếp gọn lại. Thôi thì ok, cũng tạm chấp nhận. Và tiếp đến là ta sẽ mở chi tiết này ra. Nè các bạn, chúng ta sẽ mở ra. Nó được giữ lại bởi một cái chốt ở trên chi tiết xanh như thế này. Và tương tự bên đây cũng vậy, ta sẽ mở ra. Rồi, bây giờ ta sẽ xếp cái phần cánh này lại nè. Xếp lại. Và ta sẽ bung ra như thế này. Rồi, để đây nhé. Và tiếp đến là ta sẽ mở cái phần này ra. Mở ra như thế này. Đấy. Và chúng ta sẽ chỉnh lại cho nó đúng cái vị trí các bạn nhé. Chúng ta sẽ chỉnh lại. Rồi, tạm thời như vậy nhé. Và cái phần tay nè, ta sẽ xoay. Đây chính là cái tay của nó, xoay ra. Và đây cũng vậy, ta sẽ xoay ra. Rồi, tiếp đến là cái phần này. Phần này ta sẽ hạ xuống. Các bạn thấy không, hạ xuống. Và chi tiết này ta sẽ mở lên. Rất dở chỗ này các bạn nhé. Nếu như ở phiên bản DX thì cái phần đầu của nó sẽ được thiết kế nằm gọn ở trong đây. Và khi ta mở cái nắp này thì cái phần đầu của nó dính vào cái nắp này và mở lên. Tuy nhiên ở phiên bản Super Mini Plan này, chúng ta phải dùng một cái đầu rời để gắn vào. Tại sao nó không làm cho chúng ta một cái đầu nhỏ nằm gọn vào và mở ra? Nếu như chúng ta thấy bất cân đối thì chúng ta có thể dùng cái chi tiết đầu rời bự này để cho nó cân đối hơn, để thay thế vào. Nhưng ở đây là không có các bạn ạ. Chúng ta phải dùng chi tiết là nguyên một cái đầu rời gắn vào. Tôi cực kỳ không thích những chi tiết rời như thế này. Và rồi thì chúng ta sẽ kéo cái phần này xuống. Nè các bạn, kéo cái phần này nè. Hơi bị cứng ha. Đó, kéo xuống. Và bên đây cũng vậy, kéo xuống. Và bây giờ tiếp tục thêm một điều dở nữa. Nếu như ở phiên bản DX thì chúng ta sẽ xoay cái phần nắm tay từ chỗ này nè các bạn, xoay nó ra. Tuy nhiên ở đây không có, chắc có lẽ là do diện tích nó nhỏ quá, cho nên chúng ta buộc phải dùng chi tiết rời nữa, là hai cái nắm tay rời. Chúng ta sẽ phải tháo chi tiết này ra nè các bạn. Và chúng ta sẽ tháo chi tiết này ra tương tự thế thôi, tháo ra. Rồi, có hai cái lỗ, chúng ta sẽ gắn hai cái bàn tay rời vào. Đấy, một cái mẫu hợp thể. Cũng là một mẫu thôi, nhưng ở phiên bản DX của những năm 90 thì nó không dùng những chi tiết rời mà nó tự bản thân nó chuyển ra. Còn bây giờ, phiên bản Super Mini Plan này vào những năm 2018 thì phải dùng chi tiết rời như thế. Có thể thông cảm là do nó nhỏ quá, và có thể thông cảm là do nó tích hợp thêm cái bộ khớp để cho nó action được, cho nên nó buộc phải như vậy. Nhưng mà bản thân của tôi thì tôi không thích những cái chi tiết rời gắn vào. Rồi, như thế là tạm ổn, chúng ta sẽ để qua một bên các bạn nhé. Tiếp đến là có tăng, ta sẽ chuyển dạng nó. Trước tiên hết là chúng ta sẽ hạ cái phần súng này xuống đi. Hạ như thế này. Và rồi để xem. Chúng ta sẽ bẻ hai cái phần mũi cam này lên nè. Nó sẽ là bàn chân của God Xenon. Đấy, các bạn thấy không? Và rồi, chúng ta sẽ bẻ xuống. À, chưa, để bẻ được thì chúng ta phải tháo cái này ra. Đây chính là cái chi tiết bàn chân của cái mẫu Thunder Ridman. Nhưng ở đây chúng ta phải tháo ra. Còn ở phiên bản DX nó sẽ bẻ xuống như thế này để cùng chiều với cái chi tiết, hai cái chi tiết bên đây. Đáng tiếc là ở đây nó không có cái khớp để chúng ta bẻ ra, mà chúng ta phải tháo rời, bỏ ra bên ngoài luôn các bạn. Ai, lại là một chi tiết bỏ. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ mở cái này ra. Rồi thì chúng ta sẽ bẻ xuống như thế này nè các bạn. À, bây giờ thôi tách ra đi, tách nó ra nha, tách ra làm đôi đi cho dễ thao tác. Và chi tiết này chúng ta xoay ngược lại như vậy. Và bên đây cũng vậy, ta sẽ xoay lại. Các bạn để ý nè, nó sẽ có một cái móc lòi ra như vậy. Và khi chúng ta bẻ gập vào thì ở đây nó sẽ có một cái khe tương ứng nè, chúng ta để vào. Nó sẽ có nhiệm vụ là giữ cho cái phần chân của chúng ta nó cứng cáp hơn, nó không có bị tách xòe ra đó các bạn. Và bên đây, cây súng thì chúng ta sẽ bẻ xuống đây. Rồi, như thế là một chân của chúng ta đã xong. Tiếp đến là cái phần còn lại. Cũng như thế thôi. Chúng ta sẽ xoay các bạn nhé. Xoay chi tiết này nè. Xoay lại. Và cái này cũng vậy, xoay lại. Rồi, giữ lại kích. Chỉnh lại vị trí thôi. Rồi, phần chân thứ hai đã xong. Tiếp đến là Twin Ruler. Lại phải tháo nữa các bạn.
Nếu như ở phiên bản DX thì chúng ta ghim cái này vào hai cái chân luôn, thì cái chốt của DX là cái lỗ tròn nó sẽ bấm giữ lại đây. Nhưng do là Super Mini Pla không có cái khớp đó được, cái khớp lò xo này nọ không có, chỉ toàn là khớp tròn và lỗ tròn thôi. Do đó chúng ta buộc phải tháo hai cái mũi này ra. Nè các bạn, chúng ta sẽ tháo hai cái mũi ra, hai cái mũi khoan đỏ. Đấy các bạn thấy không, Bandai rất là thừa thãi ở chi tiết này. Tự nhiên làm nhựa màu đen để rồi sơn màu đỏ. Vậy tại sao nó không làm nhựa màu đỏ luôn cho rồi? Và rồi, cái phần hai cái mũi khoan nè, chúng ta sẽ xoay các bạn nhé. Các bạn xem nè, tôi sẽ xoay để cho nó xoẹt ra bên ngoài. Chứ robot mà đứng khum núm như vậy thì nó sẽ không được đẹp. Đây, các bạn để ý nha. Chúng ta xoay, đây các bạn thấy không, nó đã rời ra rồi nè. Và bên đây cũng vậy, tôi sẽ xoay. Đấy, rời ra. Và nó có thể tẹt ra như vậy nữa, để giúp cho cái con robot của chúng ta manly hơn. Và rồi, thì chúng ta sẽ kết nối các phần lại với nhau thôi. Đây, hai cái chốt nè các bạn, hai cái chốt hình chữ nhật nè. Ở đây nó sẽ có hai cái lỗ nè, chúng ta sẽ gắn vào. Và bên hông này nó cũng sẽ có hai cái lỗ tròn. Nè các bạn có thấy không? Hai cái lỗ tròn hai bên. Và khi chúng ta đã trượt vào rồi thì hai cái chốt tròn ở đây nè, nó sẽ kẹp lại để giữ lại, để giữ cái phần thân nó lại cứng cáp hơn. Đây, tôi sẽ làm nha. Rồi, và bây giờ nè, tôi gắn cái này lại. Các bạn hơi khó thấy ha, vì nó ở trong kẹt. Ok, rồi, như thế là phần thân đã xong rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh lại cái chi tiết này. Đây, cái chi tiết này đây, chúng ta sẽ bẻ xuống. Và ở đây nó sẽ có một cái chi tiết này là cái chốt nè, cái chốt đen nè. Chúng ta sẽ gài vào cái ô vuông như thế này. Và tiếp đến, chi tiết này chúng ta cũng sẽ gài lại thôi, chỉnh lại vị trí. Nhưng mà nó hơi bị lỏng đó các bạn, đụng vào rất dễ bị rớt ra. Rồi, xong rồi nè các bạn. Do nó lắp ráp được cho nên cái phần bắt sau lưng của nó bị lồi lõm như thế này, thì thôi, chúng ta phải chịu thôi các bạn ạ. Và tiếp đến là chúng ta gắn vào thôi. Đây, nếu như ở phiên bản DX thì chúng ta không cần phải tháo cái mũi khoan nhọn nó ra, mà cái lỗ này nó sẽ bự hơn và nó sẽ có cái chốt để nó bao trùm lại cái chỗ này, không cần phải tháo gì hết. Nhưng phiên bản Super Mini Pla thì các cái đặc tính của dòng toy này thì các chốt ráp của nó thường là cái chốt như thế này nè các bạn. Bất cứ các mẫu sản phẩm nào đều có cái chốt ráp như vậy, thì thôi chúng ta phải chấp nhận. Chúng ta gắn vào. Rồi, như vậy là xong. Và cái cách gắn các bạn, chúng ta xoay 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 để cho nó vào, thì vô tình chúng ta xoay cái phần đuôi ở trên luôn, cũng hơi bị khó chịu đó các bạn. Rồi, như thế là xong nhé. À, cái phần mũi máy bay nè, nó hơi bị dài phải không? Chúng ta sẽ trượt nó vào. Rồi, nó ngắn lại rồi đó các bạn. Như thế là chúng ta đã hoàn thành cái mẫu hợp thể God Xenon. Ở cái mẫu này, nó cũng sẽ được tích hợp thêm khớp các bạn à. Tôi sẽ thể hiện cho các bạn xem nhé. Trước tiên hết là khớp cổ. Ngước lên cúi xuống, xoay trái phải thoải mái rồi, không nói gì cả. Và tay, xoay. Xoay nó sẽ bị vướng cái chi tiết đằng sau các bạn à. Cho nên xoay được 180 độ nhưng bị vướng. Tiếp đến, lên. Và cái cẳng tay nó cũng có thể xoay được, các bạn thấy không? Xoay tròn. Khớp khuỷu tay của nó co cũng chỉ được như đây thôi. Còn bàn tay của nó thì các bạn biết rồi, cũng chỉ xoay tròn được như vậy. Nói chung là cái biên độ cử động của nó là có chứ không phải là không. Nhưng mà theo cảm nhận cá nhân của tôi thì có cho có vậy thôi, chứ action thì cũng không được tốt lắm đâu. Và tiếp đến là khớp háng của nó cũng sẽ đá lên được. Tuy nhiên nó rất dễ bị rớt ra các bạn à, đá lên được một chút thôi. Nếu mà các bạn cho nó đá cao quá thì nó sẽ bị rớt ra luôn. Rồi thì tẹt chân ra. Do cơ chế ráp của nó chỗ này cho nên nó tẹt rất là thoải mái các bạn nhé. Và khớp gối của nó cũng chỉ co được một chút thôi các bạn à. Mặc dù là có nhưng co được một chút thôi. Và theo đánh giá cá nhân của tôi, ở cái mẫu hợp thể này thì chúng ta chỉ ráp ra và chúng ta để cho nó một tư thế như thế này thôi, hoặc tạo nhẹ nhẹ một chút, chứ không thể nào mà overbow, không thể nào mà tạo cho nó những cái tư thế cực kỳ bá đạo được. Không thể, điều đó là không thể đối với cái mẫu thiết kế này. Và sẵn tiện ở cái mẫu này rồi thì tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cái phiên bản Ultra Arc luôn nhé. Đây, Ultra Arc bên tay trái của tôi. Và đây là một cái dòng figure action, nó là fit động đó. Không có lắp ráp, không có hợp thể được, chỉ là bô thế này nọ thôi. Cho nên cái phong dáng của nó cũng rất là đẹp.
các bạn thấy nó sẽ cân đối hơn rất là nhiều đúng không? Và là dạng figure mà cho nên được sơn cũng rất là ok. Cái phần bàn chân các bạn thấy nó làm to hơn rất là nhiều, do nó không bị giới hạn bởi lắp ráp. Và các bạn nhìn đây, phần sau lưng của nó, cái bắp của nó chỉ là một chi tiết thể hiện như thế này thôi, cho nên nó rất là thon gọn. Còn bên đây, nó còn ráp được ở cái dạng khác nữa, cho nên nó phải gồ ghề như thế. Thì đây là một cái giới hạn của nó, mình phải chịu. Và do là Action Figure cho nên cái biên độ cử động của nó khá là bá đạo rồi các bạn ạ, không cần phải nói nhiều nữa. Bây giờ tôi sẽ kết hợp Gridman với Thunderjet Gotham Twin Ruler để tạo thành Thunder Gridman, các bạn hãy xem cùng tôi nhé. Trước tiên hết, ta phải tháo hai cái bàn tay này ra. Nếu như ở phiên bản DX khi chúng ta lắp ráp thì chúng ta không cần phải tháo các bạn ạ. Còn ở đây thì chúng ta buộc phải tháo ra. Rồi ok. Rồi, cái mẫu cũng chỉ là như thế thôi. Chúng ta sẽ để cái con Gridman này qua một bên nhé. Và bây giờ là tới Gotham. Chúng ta sẽ phải tháo nó ra. Đây, chỗ này tháo nó ra như thế này. Nếu như ở phiên bản DX chúng ta sẽ tách đôi cái cục này ra, nó sẽ trượt ra, và hai nắm tay của phiên bản DX là chỗ này, và hai cái nắm tay đó là cái vai trò là cái chốt ráp. Còn ở đây thì chúng ta buộc phải tách rời nó ra như vậy. Rồi, để qua một bên. Tiếp đến, ta sẽ trượt cái này ra, chúng ta phải bỏ cái chi tiết rời này ra, đây là thứ thừa. Nó giữ vai trò là cái nắm tay ở phiên bản DX, tuy nhiên ở đây thì nó là thừa thải, không có gì cả. Và bây giờ ta sẽ xoay cái này lên. Như thế chúng ta đã xong một bên giáp vai rồi. Tiếp đến cái này. Rồi, xong các bạn nhé, xong giáp vai. Còn đây, chúng ta sẽ mở cái nắp này ra, và chúng ta sẽ gắn cái nắm tay rời vào. Đấy, ráp dùng quá nhiều chi tiết rời các bạn ạ. Và tiếp đến, ở đây cũng vậy, chúng ta sẽ gắn cái bàn tay vào và mở cái nắp này ra. Như thế là xong hai cái phần giáp cẳng tay. Còn Thunderjet, chúng ta cũng sẽ tháo cái phần chân đáp máy bay ra. Và chúng ta sẽ tách cái này ra. Tách ra, và chúng ta sẽ mở cái này ra luôn các bạn. Mở để qua một bên. Tiếp đến là cái phần này. Chúng ta sẽ mở ra nhé. Mở ra, xoay ra như thế này. Và xoay cái phần này lên. Tiếp đến là cái chi tiết này, chúng ta sẽ phải xử lý nó. Xếp vào. Và chúng ta kéo ra, xoay như thế này nè các bạn. Để ý nhé. Và rồi chúng ta sẽ xếp gọn vào bên trong. Và tương tự bên đây cũng vậy. Chi tiết này kéo ra, kéo ra một chút thôi, để đủ để xoay lại được các bạn. Và bóp nó lại. Và cũng như thế thôi, để gọn vào. Còn cái phần này, chúng ta sẽ tách nó ra, và chúng ta sẽ bẻ nó lên như thế này. Và như vậy là chúng ta đã chan xong cái phần này nhé. Và tiếp đến là góc tăng, chúng ta sẽ hạ hai cái phần súng này xuống. Ok, chúng ta sẽ để con Gridman, chúng ta sẽ gắn vào đây, hai cái chốt nè, chúng ta sẽ gắn vào hai cái lỗ trên cái bàn chân của nó. Và bây giờ chúng ta sẽ bẻ cái phần này lên thôi các bạn. Và các bạn thấy không, hai cái chốt ở hai bên, chúng ta sẽ gắn vào hai cái lỗ tương ứng đằng sau cẳng chân của nó. Rồi, một bên xong. Và bên đây cũng vậy. Tò mò nhé. Và bây giờ ta sẽ tách đôi cái phần gót tăng này ra. Tách ra. Tách ra để dễ làm thôi các bạn. Và bây giờ cái phần đằng trước chúng ta sẽ bẻ lên. Cũng tương tự thôi, nó sẽ có một cái chốt nè, nó sẽ gài vào bên đây. Gài vào, kích là xong. Và bên đây cũng vậy, chúng ta sẽ gài vào, kích là xong. Và tiếp đến là các phần bánh xích nè, chúng ta sẽ xếp lại, xếp gọn nó lại, để nó che lại kín mít luôn. Và cái súng chúng ta sẽ bẻ lên một bên. Và bên đây cũng vậy, xếp lại và xoay lên. Như thế là cái phần chân của chúng ta đã tạm ổn rồi. Nhưng các bạn thấy không, cái phần bàn chân của nó hơi bị nhỏ, không được đẹp. Cho nên chúng ta sẽ tháo ra
Nó vừa nhỏ không được đẹp mà nó không có khớp để xoay cổ chân nữa, nên chúng ta tháo nó ra đi. Tháo hai cái bàn chân ra. Và Bandai cho chúng ta thêm hai cái bàn chân rời như thế này và nó sẽ có cái khớp cổ chân gắn vào một bên. Đây thì cái phần bàn chân này nó bự hơn thì nhìn nó sẽ cân đối hơn rất là nhiều. Nhưng nếu nó bự mà để ở dạng gót tăng thì nó sẽ không có hợp lý. Thì ok, ở cái chi tiết rời này tôi chấp nhận được. Và tiếp đến là cái phần này ta đã tháo ra khi nãy của Thunderjet. Bây giờ chúng ta sẽ để vào và hạ cái phần này xuống. Các bạn thấy không? Và chúng ta bẻ như thế này. Và tiếp đến, ở đây, ở cái chi tiết này nó sẽ có một cái chốt và trên cái mông của nó sẽ có hai cái lỗ. Các bạn thấy không? Chúng ta sẽ bẻ vào. Rồi, nó đã được giữ lại rồi. Thì tương tự bên đây cũng vậy thôi, hạ xuống và xoay qua. Và cũng có một cái chốt xoay vào. Nó đã tạo thành cái phần giáp hông của con Ripman Thunder đó các bạn. Như vậy là phần thân dưới chúng ta đã xong. Tiếp tục là phần thân trên các bạn nhé. Đây, chúng ta sẽ để vào. Để vào. Và các bạn để ý nè, nó sẽ có hai cái chốt chỗ này nè các bạn. Nó sẽ kẹp vào hai khe này. Và ở dưới, phía dưới này nó sẽ có hai cái lỗ. Và đây nó sẽ có hai cái chốt. Chúng ta sẽ để vào cố định nó. Rồi, phần thân tạm ổn. Bây giờ tiếp đến là chúng ta sẽ gắn cái phần giáp vai nó vào. Giáp vai của nó sẽ có một cái lỗ như thế này. Và ở đây nó sẽ có một cái chốt ráp nè các bạn. Chúng ta hạ nó xuống một chút để dễ thao tác nhé. Và bây giờ để vào. Đẩy vào. Như thế là xong rồi. Và tương tự bên phía còn lại thôi. Để vào. Đẩy vào. Rồi, ổn. Và tiếp đến là cái phần cẳng tay của nó. Nè các bạn, chúng ta sẽ mở ra như thế này. Các bạn thấy không? Nó sẽ có một cái chốt nè. Và cái chốt này sẽ gắn vào đây. Còn ở phiên bản DX thì nó ráp khác. Nó vẫn giữ lại được cái phần nắm tay của Ripman luôn. Và rồi, đẩy lại. Xong một bên. Tương tự, bên đây cũng vậy. Chúng ta không cần mở cũng được, chúng ta gắn vào luôn cũng được. Nhưng mà tôi mở ra để cho nó giống cái phiên bản DX đó các bạn. Rồi, còn cái phần sườn này nè, ta sẽ mở ra. Trước tiên hết, về form dáng. Về form dáng của nó thì cũng rất là ok, rất là đẹp đó các bạn, chứ không có xấu đâu. Tuy nhiên, do cái cơ chế ráp của nó cho nên cái phần bắt sau lưng nó hơi bị to như thế này thì chúng ta phải chịu thôi, do nó ráp được mà. Nhưng mà nhìn chung thì form dáng cũng được, không có xấu, đẹp đó. Còn về cái khả năng action thì con Ripman là nó có khả năng action, nhưng khi nó mặc cái bộ giáp này vào rồi thì nó sẽ bị hạn chế đi rất là nhiều. Vẫn có action được nhưng nó sẽ bị hạn chế. Còn về màu sắc thì ok, nhưng mà tôi đã nói với các bạn đó, những chỗ này không hiểu tại sao nó lại không làm nhựa màu đỏ để khỏi sơn, mà lại làm nhựa màu đen để rồi sơn đỏ lên. Trong khi đó chỗ này, cái phần chán của nó là nhựa clear, nó không sơn cho chúng ta mà nó bắt chúng ta dán đề can. Và cách ráp như tôi đã chia sẻ đó, thì cách ráp của nó tuy có thay đổi so với phiên bản DX, nhưng mà cách ráp của nó cơ bản là thiết kế cách ráp hay rồi. Nhưng do cái phiên bản này, một phần là do nhỏ, một phần là do nó giống như nó là dạng tôi tầm trung á, tầm cấp thấp á, cho nên nó không có châu chuốt cho lắm về cái phần ráp. Do đó mà chúng ta có rất nhiều các chi tiết rời ở bên ngoài. Nó quá nhiều chi tiết rời. Đây, quá trời luôn. Mỗi một dạng thì chúng ta sẽ cần một chi tiết khác nhau, cho nên thừa ra như thế này nè. Nó thừa ra như thế này, nếu như chúng ta chỉ có một con này thôi thì không sao. Nhưng chúng ta có nhiều con, nhiều mẫu sản phẩm khác mà mỗi một con thừa như thế này thì rất dễ bị thất lạc. Và khi chúng ta đã thất lạc những cái chi tiết rời này rồi thì khi chúng ta cần lắp ráp nó thành những cái dạng khác thì nó sẽ không ráp được. Do đó tôi không thích cái chi tiết rời này. Ở phiên bản DX thì tôi thấy người ta ráp tôi rất là mê, vì nó không có dùng chi tiết thừa, không có dùng chi tiết rời nào cả. Nhưng mà về form dáng đó các bạn, thì nó đẹp hơn hẳn phiên bản DX đó. Và sáng nay tôi sẽ cho các bạn xem phiên bản Ultra.
nó đây. Do nó là Acer Figure, nó được sơn sẵn và nó không có lắp ráp được, cho nên cái phông dáng của nó là được tối ưu để đẹp dạng này. Cho nên các bạn thấy rất là tuyệt vời phải không? Và các bạn nhìn cái bắt sau lưng nè, nó chỉ là một chi tiết thể hiện như thế này thôi, rất là nhỏ. Trong khi đó, ở phiên bản Super Mini Plus của chúng ta, cái bạc của nó, cái bắt sau lưng của nó bự như thế này, to như thế này, thô như thế này thì chúng ta đành phải chịu thôi, vì nó ráp được mà. Các bạn có ý kiến gì về mẫu sản phẩm này thì hãy comment chia sẻ ở bên dưới nhé. Clip đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.